Võ Thần Chúa Tể Thuyết Minh tập 1576-1577 Cái này từ quản sự mặc dù phía trước thái độ cường ngạnh, nhưng thấy đến nhược nhị thời điểm ngữ khí nhưng là hết sức khách khí, rõ ràng hắn biết nhược nhị vạn cổ lâu chủ quản thân phận, vạn cổ lâu tại quản hàng địa vị trong phủ lạ thường, hắn cái này khí các quản sự đương nhiên sẽ không tùy ý đắc tội, từ quản sự, chúng ta là tới tìm chủ trì luyện khí sư nhận chứng các phó các chủ. Nhược nhị chưa hề nói mình là tới tiến hành luyện khí sư tư cách nhận chứng. Na từ quản chuyện nghi ngờ mắt nhìn trẻ tuổi không tưởng nổi tần trần. Cái này nhược nhị chủ quản đến tìm chủ trì luyện khí sư nhận chứng các phó các chủ là có ý gì? Chẳng lẽ còn muốn tiến hành luyện khí sư chứng nhận? Từ quản sự lập tức lắc đầu nói. Nhược nhị chủ quản nếu như là đến tìm các phó các chủ tiến hành luyện khí sư nhận chứng lời nói. Như vậy thật sự là xin lỗi rồi. Ở trên thiên công tác trước khảo hạch, luyện khí sư chứng nhận đã tạm ngừng chỉ có thể chờ đợi thiên công làm khảo hạch sau đó mới tới. Nhược nhị tự hồ biết cái này từ quản sự sẽ nói như vậy, nàng mỉm cười nói, ta biết, từ quản sự, vị này là tần các chủ, là chúng ta vạn cổ lâu khách quý, hắn đến tìm chủ trì luyện khí sư nhận chứng các phó các chủ. Là bởi vì thụ một vị đức cao vọng trọng tiền bối sở thác mà đến, còn xin từ quản sự thay thông báo một chút, đến nỗi các phó các chủ cân nhắc thế nào, ta muốn từ quản sự còn không thể sách các phó các chủ quyết định đi. Na từ quản chuyện có chút hoài nghi mắt nhìn tần trần, bất quá trông thấy tần trần cực kỳ vân đạm phong kinh, hơn nữa trên thân tản mát ra một cổ không hiểu tâm quý khí tức. Do dự một chút, cuối cùng gật đầu đạo, các ngươi chờ, ta đi bẩm báo phía dưới các phó các chủ. Vạn cổ lâu chủ quản tự mình đến đây, mặc kệ đối phương có chuyện gì, chút mặt mũi này vẫn là phải cho, liền xem như cự tuyệt, cũng cần phải từ các phó các chủ tới cự tuyệt, na từ quản chuyện rất nhanh rời đi, tần trần cùng nhược nhị trong đại sảnh chờ, tần trần hơi hơi dò xét bốn phía. Trong toàn bộ đại sảnh, không gian chồng chất, đề phòng xâm nghiêm, khắp nơi đều tản ra khí tức đáng sợ, bất quá so với vạn cổ lâu tới, tự hồ còn kém như vậy một tia, không qua bao lâu, na từ quản chuyện lại lần nữa tới nói, hai vị mời đi theo ta. Nhược nhị mỉm cười, cùng tần trần đi theo từ quảng sự đi tới khí trong các bộ một cái phòng hai người còn không có đi vào phòng liền cảm nhận được bên trong một cổ nhàn nhạc trận pháp ba động cùng mãnh liệt thiên địa thánh khí na từ quảng chuyện chỉ là đem tần trần cùng nhược nhị dẫn tới cửa gian phòng liền đối với bên trong kính cẩn nói một câu các phó các chủ người đã mang đến thuộc hạ cáo lui trước chờ na từ quảng chuyện rút đi phía sau trong phòng truyền đến một cái hơi có chút thanh âm khàn khàn các ngươi vào đi. Tần Trần cùng nhược nhị sau khi vào phòng, nhìn thấy là một gã đang nghiên cứu một thanh thánh binh lão giả, râu ri sồn xoàm, trên thân tản ra khí tức đáng sợ, càng là một cái nửa bước thiên thánh cao thủ, bất quá người này nửa bước thiên thánh khí tức muốn so lệ rơi càng có sức sống, rõ ràng, còn có bước vào cái thế thiên thánh cơ hội, nguyên lai là vạn cổ lâu nhược nhị cô nương. Không biết ngọn gió nào, đem nhược nhị cô nương thổi tới tới nơi này. Lão giả kia mắt nhìn nhược nhị, nở nụ cười, bất quá rất rõ ràng là khách sáo ngữ khí, nhược nhị cũng không để ý, mỉm cười, nói ngay vào điểm chính, "Các phó các chủ, cái này một vị là chúng ta vạn cổ lâu khách quý tầng các chủ, tầng các chủ chuẩn bị tham gia tiếp xuống thiên công làm luyện khí sư khảo hạch." Có thế hết lần này tới lần khác tầng các chủ còn không có nhận được mà phẩm luyện khí sư nghiêm túc, cho nên lại là một cái tới đi cửa sau gia hỏa cái này các phó các chủ đã cho tần trần dán lên một cái nhãn hiệu, trực tiếp đánh gãy nhược nhị mà nói đạo, nhược nhị cô nương, này liền thật sự là xin lỗi. Hắn cao mày, nếu như nhược nhị cô nương là lúc khác muốn để cho người ta chứng nhận. Lão phu như thế nào cũng muốn thay các ngươi vạn cổ lâu đem sự tình làm, nhưng bây giờ thật là không được, một lần này quy định là thiên công làm cùng quản hàng phủ thượng đầu tự mình thương nghị quyết định, liền xem như chúng ta khí các các chủ đại nhân, cũng chưa chắc dám đánh phá cái quy cũ này lại càng không cần phải nói lão phu nhược nhị không đợi hắn nói hết lời liền cười nói các phó các chủ vị này tần các chủ cũng không phải chúng ta vạn cổ lâu nhét vào tới mà là một tiền bối an bài tới ta muốn các chủ đại nhân biết sau đó hẳn là sẽ không cự tuyệt tần trần rất xem thời cơ nhược nhị mới nói được ở đây tần trần cũng đã đem ngọc bài lấy ra đưa cho cái này các phó các chủ ha ha một tiền bối cái nào một tiền bối phía trên quyết định quy củ liền xem như vân châu châu chủ tới chỉ sợ cũng không cần các phó các chủ cười lạnh tiếp nhận tần trần ngọc bài mặc dù là hỏi thăm ngữ khí có thế trong giọng nói đã mang theo một tia không kiên nhẫn được nữa hắn tự nhiên biết vạn cổ lâu ngưu bức còn tưởng rằng vạn cổ lâu muốn thông qua cái nào đó cao nhân tới hướng khí các tạo áp lực tự nhiên có chút bất mãn ngữ khí chính giữa khinh thường cùng uy áp đã đập vào mặt nếu như không phải nhược nhị vạn cổ lâu bối cảnh các phó các chủ thậm chí đều phải động thủ đuổi người nhược nhị mỉm cười rất là bình tĩnh đạo là khí thánh một cốc thiên tiền cùng thế hệ cái gì ngươi là nói khí thánh một cốc thiên tiền cùng thế hệ chúng ta khí các danh dự một trưởng lão cái này phía trước trong giọng nói còn mang theo một tia khinh thường cùng chất vấn các phó các chủ bỗng nhiên đứng lên sắc mặt trở nên thận trọng lên lại không còn mới vừa tùy ý là ta muốn tại chúng ta quản hàng phủ, chỉ có một mục cốc thiên tiền cùng thế hệ có thể có khí thánh xưng hào, vị này tầng các chủ cùng mục cốc thiên tiền cùng thế hệ có chút ngọn nguồn. Cho nên mục cốc thiên tiền cùng thế hệ để cho ta mang tầng các chủ tới đây thu được một chút luyện khí sư chứng nhận, lại tham gia thiên công làm khảo hạch. Nhược nhị đương nhiên biết mục cốc thiên tại khí các trong lòng địa vị, nàng thậm chí đem Tần trần nói thành cùng mục cốc thiên có quan hệ, là mục cốc thiên để bọn hắn tới mà cũng không phải là bọn hắn đi tìm một cốc thiên. Các ngươi là nói, một cốc thiên tiền cùng thế hệ cũng tại Vân Châu. Cái này các phó các chủ giật nảy cả mình, các ngươi chờ, chuyện này, ta không làm chủ được, còn phải xin chỉ thị các chủ đại nhân. Các phó các chủ nói hết lời, lập tức liền phát ra một đạo tin tức. Cả người thậm chí có loại đứng ngồi không yên cảm giác, tần trần âm thầm sợ hãi tháng phục. Xem ra thiên giới này cùng thiên vũ đại lục một dạng, cái gọi là quy củ, chỉ là xem ngươi hậu trường đến cùng có hay không cứng rắn đến phá hư quy củ tình cảnh, tại chính thức trước mặt cường giả, là căn bản không có quy củ, bởi vì bọn hắn chính là quy củ, quả nhiên là muốn thực lực A, à, cường giả vi tôn, không phải chỉ là nói suông mà các phó các chủ thậm chí cũng không biết một cốc thiên ngay tại Vân Châu. Hiển nhiên là cấp bậc của hắn còn chưa đủ, chỉ là thời gian nửa nén hương, quanh, một đạo khí tức đáng sợ đột nhiên phủ xuống, giữa thiên địa, vô cùng thánh khí quanh quẩn, một tôn nhìn sáu bảy chục tuổi lão giả, phút chốc xuất hiện ở trong phòng, người này mặt trắng không râu, sắc mặt hồng nhuận, trên thân bành trướng lấy mạnh mẽ thánh khí ba động, vừa tiến đến liền nhìn chằm chằm tần trần. Ngươi chính là một tiền bối kêu tới luyện khí sư. Tần trần lập tức minh bạch đây chính là vân châu khí các các chủ, lập tức nói, chính là vãn bối, vãn bối tần trần, nghĩ đến tham gia thiên công làm luyện khí khảo hạch chỉ là còn không có lão giả này một thân tu vi thình lình đã đạt đến thiên thánh cảnh giới, cả người đứng ở chỗ này, giống như đại dương mênh mông, phản phất cùng thiên địa này hòa thành một thể, tần trần mặc dù biết vân châu bên trong, cường giả như mây, nhưng những ngày này, hắn đã thấy mấy tôn thiên thánh cao thủ, quả nhiên tại châu thành loại địa phương này không phải bình thường. Ở đây, mới có thể kiến thức đến cao thủ chân chính, lão giả này nói chuyện đồng thời, đã trước tiên nhận lấy ngọc bài, ánh mắt ngưng lại, gật đầu nói ngọc bài này đích thật là một đáy vực thiên tiền bối đồ vật phía trên có tiền bối chuyên chúc ấn ký sẽ không sai khí các các chủ nói chỉ là câu nói này liền không có tiếp tục hỏi thăm tần trần liên quan tới một tiền cùng thế hệ sự tình chỉ là đem cái kia ngọc bài còn cho tần trần đạo nếu là một tiền cùng thế hệ an bài người tới như vậy tự nhiên không có vấn đề ngươi nghĩ tiến hành địa phẩm luyện khí sư chứng nhận không biết ngươi bây giờ là cấp bậc gì chứng nhận phàm phẩm đỉnh phong. Vẫn là cấp bậc gì? Phản bối còn không có bất luận cái gì luyện khí sư chứng nhận. Tần Trần đạo, cái gì? Khí các các chủ cùng các phó các chủ tất cả đều ngây ngẩn cả người, khó tin nhìn xem Tần Trần, bọn hắn cho là Tần Trần tất nhiên tới chứng nhận, ít nhất cũng là phàm phẩm hậu kỳ hoặc đỉnh phong cái gì, ai biết thậm chí ngay cả luyện khí sư thân phận cũng không có, nếu như không phải là đối phương là một tiền cùng thế hệ đề cử tới, khi các các chủ thậm chí có loại tại chỗ chém chết tươi tần trần xúc động. Đây không phải đang đùa người chơi sao, hắn trầm giọng nói, ngươi nhất định phải tiến hành địa phẩm luyện khí sư chứng nhận. Mặc dù ngươi có một tiền cùng thế hệ ngọc bài, bản các chủ có thể thay ngươi chứng nhận, nhưng mà, cũng không đại biểu ngươi liền chắc chắn có thể thông qua được, ngươi được suy nghĩ kỹ. Ý của ta là, một tiền cùng thế hệ một cái nhân tình không thể coi thường. Nếu như ngươi không có địa phẩm thực lực, chỉ là vì tham gia thiên công tác khảo hạch, liền mạo muội tới đây, có phần quá lãng phí. Tần Trần thản nhiên nói, mặc dù vãn bối không có từng tiến hành luyện khí sư chứng nhận, nhưng địa phẩm luyện khí sư cũng không tính cái gì, hẳn là không vấn đề gì. Khí các các chủ nghe xong khẽ lắc đầu, hắn vốn đang đối với một tiền cùng thế hệ đề cử tới thanh niên hết sức tò mò. Nhưng nghe đến lời này, lại triệt để không còn hứng thú, điên cuồng, quá cuồng vọng, thánh cảnh cường giả dung mạo mặc dù có thể vĩnh bảo thanh xuân, nhưng hắn vẫn có thế từ tầng trần sinh mệnh khí tức bên trên cảm thụ được tầng trần tuổi tác kỳ thực cũng không lớn. Một cái như vậy trẻ tuổi vậy mà cùng ngôn nói địa phẩm mà đến kỳ thực vậy mà không tính là gì. Đây cũng quá cuồng vọng một điểm, hảo, đã như vậy, quyển kia các chủ cũng sẽ không nói thêm cái gì, cũng đừng đi chứng nhận phòng, nơi này có một thanh phàm phẩm tột cùng thánh binh, căn phòng này bên trong tài liệu, ngươi cũng có thể tùy tiện dùng, ngươi chỉ cần trong vòng 3 ngày, đem chui này phàm phẩm tột cùng thánh minh tăng lên tới địa phẩm sơ kỳ, coi như ngươi khảo hạch thông qua được. Nhưng nếu như ngươi làm không được, vậy cũng đừng trách chúng ta không cho cơ hội, bắt đầu đi. Khí các các chủ phất phất tay, đã lười nhát cùng Tần Trần nói thêm cái gì, trực tiếp ném ra một thanh phàm phẩm tột cùng thánh minh, đặt ở luyện khí trên đài, sau đó lui về một cái bên cạnh, như nhụy mặc dù mang theo Tần Trần tới đây, nhưng nàng cũng không biết tần trần đến cùng tại luyện khí lên tạo nghệ như thế nào không khỏi khẩn trương nhìn xem tần trần đem một thanh phàm phẩm tục cùng thánh binh dùng thời gian ba ngày chế tạo thành địa phẩm sơ kỳ thánh binh đây tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng không phải vậy vừa rồi bên ngoài cũng sẽ không có nhiều người như vậy không có thông qua địa phẩm luyện khí sư khảo hạch hơn nữa như nhụy rất rõ ràng bình thường địa phẩm luyện khí sư khảo hạch chỉ cần luyện chế ra một thanh địa phẩm thánh binh là được rồi Căn bản không có thời gian hạn chế, mà khí các các chủ cho từng Trần khảo hạch, nhưng là tại quy định thời gian trong 3 ngày, đem một thanh phàm phẩm thánh binh cải tạo thành địa phẩm thánh binh, nhìn tự hồ đơn giản, trên thực tế nhưng cũng so bình thường địa phẩm luyện khí sư khảo hạch muốn khó khăn nhiều lắm. Dù sao, mỗi người đều có mình sở trường lĩnh vực, luyện chế một cái mới tinh thánh binh, có thể so sánh cải tạo người khác thánh binh dễ dàng hơn nhiều, các chủ đại nhân người này dù sao cũng là một tiền cùng thế hệ đề cử tới, chúng ta dạng này, có phải hay không hơi quá đáng, nếu như bị một tiền cùng thế hệ đã biết, cái kia, các phó các chủ đứng tại khí các các chủ bên cạnh. Có chút bận tâm vấn đạo, hắn tự nhiên cũng nhìn ra khảo hạch độ khó, hừ, ngươi yên tâm, một tiền cùng thế hệ thì sẽ không bởi vì, này chút ít chuyện tức giận, kẻ này tới khảo hạch mục đích. Rõ ràng là vì tham gia thiên công tác khảo hạch, bản các chủ ra đề một mặc dù có chút độ khó, nhưng so với thiên công tác khảo hạch nhưng là dễ dàng nhiều lắm, nếu như hắn liền cái này đều không làm được. Như vậy căn bản không có khả năng thông qua thiên công tác khảo hạch, một tiền cùng thế hệ tự nhiên cũng sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Người trẻ tuổi, quá ngông cuồng, cho hắn điểm khó khăn, cũng tốt cho hắn biết một chút trời cao đất rộng. Khí các các chủ âm thanh lạnh lùng nói, tần trần tự nhiên cũng nhìn ra cái này khí các các chủ ý tứ cho mình một chút khó khăn xem sao. Bất quá hắn nhưng là không có để ý chút nào. Trực tiếp đi lên trước, cầm lên luyện khí trên đài chui này phàm phẩm tột cùng thánh binh, vẻn vẹn vẻ nhìn mấy lần, tần trần liền không khỏi lắc đầu đứng lên, các hạ tại dao động cái gì. Khí các các chủ cao mày nói, ta là nhìn thấy cái này một thanh này thánh binh, khuyết điểm quá nhiều, thật sự là có chút tiếc hận thôi. Khuyết điểm quá nhiều. Khí các các chủ trong lòng cười lạnh không khỏi càng thêm thất vọng. cái này tần trần không phải là không cách nào đề thăng. cố ý nói như vậy a, à, một tiền cùng thế hệ làm sao lại đề cử một gia hỏa như thế đến đây? hắn lắc lắc đầu nói, người trẻ tuổi, nếu như ngươi không cách nào đem này thánh binh tăng lên tới địa phẩm, vậy thì trực tiếp chịu thua tốt, cũng đừng lãng phí thời gian. bất quá ta hy vọng ngươi biết, cũng không phải là bản các chủ làm khó dễ ngươi, mà là nếu như ngươi liền điểm ấy đều không làm được căn bản không có khả năng thông qua thiên công tác khảo hạch. Không cách nào đề thăng địa phẩm. Tần Trần cười, bang, hắn đem một thanh này thánh binh dơ cao nơi tay, đây là một thanh, dài ba thước ba, rộng hai ngón tay trường kiếm, thân kiếm mặt ngoài, như mặt gương đồng dạng. Sáng đến có thể soi gương, nhẹ nhàng rung rung, có long ngâm hạt triết gào, thanh âm trong trẻo, càng là có một cổ hàng khí bức người nở rộ, rung động lòng người, phản phất có thế đóng băng tâm linh của người ta, một thanh này trường kiếm, chủ thể tài liệu hẳn là vạn năm thiên thạch ngôi sao, hỗn hợp ngàn năm băng phách mà thành. Hai loại tài liệu, cũng là hàng chút tính tài liệu. Cả hai kết hợp, luyện chế thành một thanh thuộc tính hàng băng thánh binh, chỉ tiết, thủ pháp luyện chế thô ráp, trận pháp điêu khắc lỗ hổng chồng chất, cho nên mới chỉ là luyện chế được phàm phẩm tột cùng cấp bậc. Trên thực tế, lấy vạn năm thiên thạch ngôi sao cùng ngàn năm băng phách hai loại tài liệu, một thanh này thánh binh, ít nhất chắc cũng là địa phẩm trung kỳ, thậm chí cấp bậc càng cao hơn. Chỉ tiếc người luyện chế tại luyện chế quá trình bên trong, có thể là bởi vì tu vi không đủ, gia nhập cổ đôn trong đá cùng hai loại tài liệu. Cứ như vậy, hai loại tài liệu mặc dù luyện chế độ khó thấp, nhưng mà tài liệu đặc tính cũng bị phá hủy, cho nên mới chỉ luyện chế được loại này phàm phẩm tột cùng thánh binh tới, bại phẩm thật là lớn bại phẩm. Như muốn đề thăng đến địa phẩm. Cái gì cũng không cần làm, chỉ cần đem cổ đông thạch cho luyện hóa, thanh trừ, một lần nữa phát huy ra vạn năm thiên thạch ngôi sao cùng ngàn năm băng phách đặc tính là được rồi. Ba ngày. Quá dài, ba mươi hô hấp, bản thiếu liền có thể làm đến. Tần trần thoại âm rơi xuống, hai con ngươi bắn mạnh lãnh mang, ầm ầm, hai tay của hắn nhô ra, lập tức, món này thánh binh trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn cùng lúc đó tần trần đã đem u khoảng không băng diễm cho phát huy ra ông một cổ làm người ta sợ hãi tim gan rét lạnh hỏa diễm khí tức lập tức tràn ngập ra a à, đây là lửa gì khí các các chủ cùng các phó các chủ cảm nhận được cổ này băng hàng hỏa diễm lập tức cả kinh rõ ràng không thể nhận ra tần trần trong tay hỏa diễm lấy thân phận của bọn hắn cùng địa vị đối với thiên giới ngọn lửa giải cũng rất nhiều nhưng u khoảng không băng diễm còn là lần đầu tiên nhìn thấy, hơn nữa cái này một loại hỏa diễm vậy mà nắm giữ không gian cùng hàng băng hai loại quen thuộc, để cho hai người cũng là cực kỳ chấn kinh, luyện khí sư cùng luyện đan sư có chút khác biệt. Một cái hảo luyện đan sư, nhất định phải nắm giữ mồi lửa kỳ lạ, bởi vì đang dược luyện chế, ngọn lửa hiệu quả quá trọng yếu, nhưng luyện khí sư, chỉ cần ở trên trận pháp có sâu hơn tạo nghệ là được, bởi vì rất nhiều luyện khí thời điểm, mồi lửa kỳ lạ cùng cường đại trận hỏa công hiệu không có khác nhau quá lớn, cái này cũng dẫn đến, cho dù là tại Vân Châu khí các. Nắm giữ mồi lửa kỳ lạ luyện khí sư cũng rất ít, mà trước mắt người thanh niên này lại có thể lấy ra như thế một loại đáng sợ hỏa diễm tới, rõ ràng nằm ngoài dự đoán của bọn họ bên ngoài, bất quá tầng trần phía trước nói một phen, nhưng là nhường khí các các chủ cùng các phó các chủ đang khiếp sợ sau đó sắc mặt càng thêm khó coi, 30 hô hấp liền có thể làm đến, Tiểu tử này đem luyện khí trở thành cái gì? Mặc dù đem phàm phẩm tột cùng thánh binh đề thăng đến địa phẩm đối với một chút cao cấp địa phẩm luyện khí sư mà nói cũng không tính cái gì. Nhưng cho dù các phó các chủ dạng này địa phẩm đỉnh phong luyện khí sư, cũng không dám nói mình tại 30 hô hấp là có thể đem một kiện phàm phẩm tột cùng thánh binh tăng lên tới địa phẩm. Tần trần cùng vọng để cho hai người càng khó chịu, đặc biệt là tần trần thời khắc này luyện chế, thế mà không có bất kỳ cái gì thủ pháp có thể nói, mà là tại dung luyện trong đó tài liệu, ông, đáng sợ u khoảng không băng diễm nở rộ, trong hư không từng đạo đại đạo phù văn bị bị bỏng mà ra, khí các các chủ ba người lập tức liền thấy, tầng trần trong tay thánh binh trên trường kiếm bắt đầu xuất hiện rậm rạp chằng chịt điểm hình dáng lỗ thủng. Đây là bởi vì bên trong cổ đôn thạch bị luyện hóa hết nguyên nhân, tiểu tử này thật đúng là hồ nháo, cổ đôn thạch tồn tại, mặc dù sẽ phá hư vạn năm thiên thạch ngôi sao cùng ngàn năm băng phách dung hợp, có thế tác dụng của nó, là dùng để dung hợp hai loại tài liệu chất trung hòa, hắn dạng này đem cổ đôn thạch triệt để luyện hóa, thánh binh kết cấu đều sẽ phát sinh biến hóa. Phía trên chạm trận pháp đều sẽ sụp đổ, chỉ có thể đem thánh binh phá hư, triệt để biến thành phế phẩm, như thế nào đề thăng phẩm chất. Khí các các chủ lắc đầu liên tục, thậm chí lười nhát nhìn tầng trần tiếp tục luyện chế ra, chỉ là hắn vừa nói xong, những cái kia trống rỗng chỗ, vậy mà tản mát ra từng đạo ánh sáng đáng sợ một tia lực lượng vô hình sinh ra. Vậy mà điền vào những thứ này lỗ hổng, đây là cái gì? Mấy người tất cả đều giật mình, là bọn hắn hoa mắt sao, không đúng, đây là vạn năm thiên thạch ngôi sao cùng ngàn năm băng phách tài liệu tại một loại đặc thù nào đó sức mạnh phía dưới tiến hành kéo dài tới, bổ sung những lỗ hổng này chỗ, rầm rầm rầm, chỉ thấy tầng trần hai tay nắng pháp quyết, từng cổ sức mạnh không ngừng tràn vào đến rồi thánh binh phía trên. Người thánh binh này khí tức, bằng tốc độ kinh người tại tăng lên, quanh, một cái nào đó trong nháy mắt, lợi kiếm thánh binh hào quang vạn trượng, một cổ đại biểu địa phẩm thánh binh khí tức, lập tức tràn ngập ra, trên trường kiếm, hào quang phun ra nuốt vào, khí tức chấn nhiếp, rõ ràng có tăng lên kinh người, 30 hô hấp, không dài không ngừng, vừa vặn, tầng trần tay ném đi. Người thánh binh kia liền đã rơi vào khí các các chủ trong tay, các chủ đại nhân, vãn bối luyện chế kết thúc, còn xin tiền bối kiểm tra. Cái kia khí các các chủ trong mắt cũng đã trừng trực, nhìn xem trong tay Thánh Minh, món này Thánh Minh, khí tức hùng hậu, hiển nhiên đã bước vào địa phẩm cảnh giới, mà lại là địa phẩm sơ kỳ cảnh giới đỉnh cao, từ phàm phẩm đỉnh phong tăng lên tới địa phẩm sơ kỳ đỉnh phong. Vẹn vẹn chỉ hao phí 30 hô hấp thời gian, nếu như không phải hắn bây giờ đang cầm lấy chui này Thánh Minh, hắn đều thậm chí cho là mình là hoa mắt, loại kết cấu này, loại này đường vân, là thượng cổ luyện khí thuật. Khi các các chủ dù sao ánh mắt lạ thường, sau khi khiếp sợ, nhìn kỹ lại, lập tức nhìn ra manh mối, tần trần sử dụng, lại là một loại thượng cổ đã thất truyền phương pháp luyện khí. Không hổ là một tiền bối đề cử người tới, chính mình phía trước còn tưởng rằng đối phương quá mức cuồng vọng, hiện tại xem ra là mình quá mức bảo thủ, các chủ đại nhân, không biết vãn bối luyện khí sư chứng nhận, thông qua được không có. Tần trần không người nói, thông qua được, tự nhiên thông qua được khi các các chủ cười khổ, nếu như cái này còn không thông qua, ai có thể thông qua? Hơn nữa hắn có thể cảm nhận được, Tần Trần còn không có đem chính mình bản sự hoàn toàn thi triển đi ra, bởi vì Tần Trần làm chỉ là đem người Thánh binh này bên trong tài liệu cùng kết cấu tiến hành thay đổi. Trên thực tế, một kiện binh khí mạnh yếu, cùng tài liệu có liên quan, kết cấu có liên quan, cũng cùng trận pháp các loại có liên quan, nếu như Tần Trần đem phía trên trận pháp tiến hành cải biến. Nói như vậy không chắc món này thánh binh đã đề thăng đến địa phẩm trung kỳ, theo lý thuyết, Tần Trần mặc dù trẻ tuổi, nhưng lại ít nhất là một cái địa phẩm trung kỳ luyện khí đại sư, hơn nữa, vẫn là địa phẩm trung kỳ luyện khí đại sư bên trong người nổi bật, bởi vì đề thăng người thánh binh này phẩm chất, hắn chỉ hao phí thần hồ kỳ kỹ 30 hô hấp, khó trách một tiền bối sẽ đem người này đề cử tới. Dùng cái này chết thiên phú, không nói chắc chắn có thể thông qua thiên công làm khảo hạch, nhưng hy vọng cũng đã rất lớn thậm chí bởi vì hắn tuổi tác duyên cớ, so với một chút mà thánh hậu kỳ luyện khí đại sư, hy vọng đều phải không hề yếu, giờ này khắc này, khí các các chủ thậm chí có chút chờ mong tầng trần kế tiếp ở trên thiên công tác luyện khí sư sát hạch tới biểu hiện. Mà đúng lúc này, cái này khí các các chủ trên người đưa tinh khí đột nhiên bày ra, khí các các chủ thần thức quét một lúc sau, ánh mắt hơi có chút biến hóa, hiển nhiên là nhận được tin tức trọng yếu gì. Hắn lúc này hướng về phía tầng trần đạo, người trẻ tuổi, bản các chủ vì đó phía trước lời nói xin lỗi, các phó các chủ, ngươi lập tức giúp hắn làm một cái địa phẩm luyện khí sư chứng nhận. Để cho hắn tham gia thiên công làm luyện khí sư khảo hạch báo danh. Là, các chủ đại nhân. Cái kia các phó các chủ vội vàng không người đạo, khí các các chủ lại nhìn một chút tần trần nói, người trẻ tuổi, ngươi thật sự bất phàm, bất quá, luyện khí sư cùng võ giả một dạng, tốt nhất có một kính úy tâm, kính sợ thiên địa, kính sợ luyện khí, kính sợ bên người hết thảy. Mới có thể đi càng xa, cái này cũng là bản các chủ đưa cho ngươi lời khuyên cảnh báo, người trẻ tuổi, ta rất xem trọng ngươi, cho nên hy vọng ngươi có thể khảo hạch thành công. Khí các các chủ thoại âm rơi xuống, chợt lách người, liền đã biến mất không thấy gì nữa, rõ ràng trước đây tin tức đối với hắn mà nói có chút nặng muốn, tần các chủ, như nhụy chủ quản, còn xin tới làm thủ tục. Lúc này các phó các chủ đối với Tần Trần là không có chút nào giá đỡ, trẻ tuổi như vậy luyện khí sư, hơn nữa thâm thụ một tiền bối coi trọng, kế tiếp còn muốn tham gia thiên công làm khảo hạch, ai biết tương lai sẽ như thế nào, tự nhiên muốn sớm hơn đã hảo chiêu hô, như nhụy rung động nhìn xem Tần Trần, từ phía trước khí các các chủ cùng các phó các chủ về thần thái. Nàng cũng nhìn ra Tần Trần không đơn giản, Tần Trần luyện khí tạo nghệ, e rằng so với mình trước kia hiện tượng còn muốn đáng sợ như nhụy không khỏi vì lâu chủ đại nhân mưu tính sâu xa mà video đến đây là hết cảm ơn bạn đã xem hết video thấy hay nhớ cho mình xin một like một lượt đăng ký